Hệ thống miễn dịch có khả năng ghi nhớ các bệnh nhiễm trùng trong quá khứ đáng kinh ngạc, vì vậy nó có thể đánh bại các mầm bệnh quay trở lại nhanh chóng hơn. Nhưng nếu hệ thống miễn dịch bắt đầu tấn công mô khỏe mạnh một cách nhầm lẫn, ký ức đó có thể gây viêm mãn tính và tạo ra rối loạn tự miễn dịch. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng khi một bệnh tự miễn dịch phát sinh, nó sẽ làm tăng nguy cơ mắc một bệnh khác. Báo cáo trên tạp chí Cell, các nhà điều tra đã sử dụng mô hình chuột bị bệnh nướu răng hoặc viêm nha chu, một chứng rối loạn viêm, để chỉ ra rằng những thay đổi xảy ra trong các tế bào trong tủy xương làm tăng khả năng mắc bệnh viêm khớp của chúng. Các nhà khoa học lưu ý rằng trong khi nghiên cứu sử dụng viêm nha chu và viêm khớp làm mô hình của họ, những phát hiện của chúng tôi vượt xa những ví dụ này, tác giả nghiên cứu tương ứng George Hazisengalis, giáo sư tại Penn Dental Medicine, cho biết. Cơ chế được tiết lộ trong nghiên cứu này là trung tâm và đại diện cho một nguyên tắc thống nhất làm cơ sở cho mối liên hệ giữa nhiều loại bệnh đi kèm. Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng các tế bào của hệ thống miễn dịch bẩm sinh, như đại thực bào và bạch cầu trung tính, có một loại ký ức về những cuộc gặp gỡ trong quá khứ. Họ phát hiện ra rằng ký ức này xuất hiện trong tủy xương, và khi cấy ghép tủy xương xảy ra, ký ức cũng được cấy ghép theo. Các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng có mối liên hệ giữa các bệnh đi kèm khác nhau. Khi thiết kế mô hình chuột mắc bệnh nha chu, họ phát hiện ra rằng trong vòng một tuần, các tế bào dòng tủy và tiền thân của các tế bào dòng tủy trong tủy xương đều đã nở ra. Sau khi các nhà nghiên cứu loại bỏ bệnh nha chu của mô hình, các tế bào được tìm thấy mang các dấu hiệu biểu sinh dường như đã in sâu vào ký ức về chứng viêm. Dấu hiệu biểu sinh có thể thay đổi biểu hiện gen mà không làm thay đổi trình tự. Những thay đổi di truyền có liên quan đến những thay đổi trong phản ứng viêm. Các nhà nghiên cứu đã xác định cách các tế bào có nhiều khả năng tạo ra chứng viêm hơn. Khi mô hình chuột tiếp xúc với một thử thách miễn dịch khác, phản ứng của chúng trở nên rõ ràng hơn, càng cho thấy bằng chứng về trí nhớ miễn dịch. Các nhà nghiên cứu đã cấy 200 tế bào gốc từ những con chuột bị viêm nha chu nặng vào những người nhận chưa từng bị bệnh nướu răng. Những người nhận sau đó được cung cấp các kháng thể collagen gây viêm khớp. Hazisengalis cho biết, những con chuột được cấy ghép từ những con chuột bị viêm nha chu phát triển viêm khớp nghiêm trọng hơn những con chuột được hiến tặng tế bào gốc từ những con chuột khỏe mạnh theo chiều dài. Đồng tác giả của nghiên cứu Chayantaphilos Chavakis thuộc Đại học Kỹ thuật Dresden cho biết thêm tình trạng viêm khớp tồi tệ hơn ở những con chuột đó vì các tế bào gốc được đào tạo về bệnh viêm nha chu đang tạo ra các tế bào viêm. Nghiên cứu bổ sung chỉ ra rằng IN1 cũng tham gia vào loại trí nhớ miễn dịch này. Khi tín hiệu của thụ thể IN1 bị gián đoạn ở chuột, chúng không còn dễ bị các rối loạn viêm khác sau khi cấy ghép. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng nghiên cứu này có thể thay đổi cách chọn người hiến tủy xương. Nó cũng có thể giúp các nhà khoa học tạo ra các phương pháp điều trị mới cho một số tình trạng tự miễn dịch. Chúng tôi đã thấy các kháng thể kháng IN1 được sử dụng trong các thử nghiệm lâm sàng cho chứng xơ vữa động mạch với kết quả tuyệt vời, Hazisengalis lưu ý. Có thể một phần là do nó đã ngăn chặn khả năng miễn dịch được huấn luyện sai lầm này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.